đây gió mát quá anh chị. Nhìn sầu riêng kìa, bồng lũ khủ luôn, sầu riêng hột nè. Trái mà nhỏ nhỏ mà hột bự đó anh chị, ăn nó thơm lắm, không ngán như là sầu riêng, mấy cái sầu riêng Thái đi sáo bây giờ. Đấy. Mình đang có mặt ở trong một khu dân cư rất đẹp anh chị. Đường bê tông, đường cục ha, nhưng mà nhà nước vẫn làm đèn đường cao áp anh chị ha. Đó. Vừa đèn đường cao áp mà vừa đèn đường nông thôn nữa, chị thấy không? Hai đèn đường luôn. Đấy, khu này thì mình thấy rất là đẹp. Đó. Hôm nay á, là mình sẽ quay review giới thiệu một cái nhà vườn ha. Đó, một cái nhà vườn, một cái mảnh đất vườn, có nhà có cây ăn trái, rộng chị nha, rất là rộng, mình thấy rất là rộng. Và cái quan trọng nhất á, là cái giá hiện tại đang rất là ngợp ha. Đó. Mình nói luôn đây là một cái sản phẩm đầu tư của dân địa phương ở đây, nhưng mà dạng như là cũng đu đỉnh ha. Nên là bây giờ là gồng nổi nên phải bán ha, phải bán với cái giá rất hợp lý luôn, cho nên nó là rất là hợp lý khi anh chị nào mà đang có nhu cầu muốn tìm đất vườn ở Bà Rịa Vũng Tàu ha. Vị trí rất là đẹp nha anh chị, gần sát quốc lộ nè, gần sân bay nè, gần nhiều khu nghiệp, rất tiềm năng, tức là vừa ở mà vừa để dành làm của, nó sẽ là cái tiềm năng sau này. Rồi bây giờ là mình sẽ quay review chi tiết nha, để biết là tại sao nó đẹp và giá tại sao nó hợp lý ha. Đây chính là cái mảnh đất vườn của mình quay review ngày hôm nay nha anh chị. Đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản báo giá luôn để đỡ mất thời gian của anh chị ha. Thì ở đây á, địa chỉ chính xác là thuộc xã Sà Bang ha, thuộc xã Sà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở đây là mình cách thành phố Hồ Chí Minh á, là chỉ rơi vào tầm 60 cây thôi. Đó. Mình cách quốc lộ 56 ha, là cái tuyến đường lớn nhất ở Châu Đức. Chỉ có nếu tính đường chim bay thì thật ra chỉ không tới 300m ha. Không tới 300m, nhưng mà nó sẽ không có đường thẳng ha. Nếu nó thẳng ra luôn thì nó là 300m thôi, nhưng mà nó phải ra đây nó cong, tại vì nó dạng như được bàn cờ đó anh chị, mà chỗ đó thì nó bị chặn chỗ đó lại, nên là mình phải quẹo đây rồi mình ra đó. Thì nếu mà đi đường ô tô thì mất khoảng tầm hơn 500-600m ha. Đó, nói chung cũng gần thôi anh chị, cũng gần thôi. Ra đó đó là mình sẽ ngay sát với lại trục đường Bầu Cạn luôn ha, trục đường Liên Hiệp, Liên Sơn, nói chung là Bầu Cạn mà đi thẳng về sân bay Long Thành và đi quốc lộ 1 anh chị. Tức là anh chị mình từ Thành phố Hồ Chí Minh là mình đi thẳng đường Bầu Cạn luôn, là quẹo vô đây chút xíu là tới ha. Cho nên là mình cũng gần sân bay ha. Sân bay thì đã khởi công đúng được mấy năm rồi, 3 năm rồi. Đó, thì mình cách sân bay Long Thành thì chắc cỡ đâu đó là tầm 20 cây ha, tầm 20 cây. Còn ra quẹo phải ha là mình đi tầm 2 cây là ngay chợ ha, chợ trung tâm Sà Bang luôn, chợ Đức Hiệp. Đó, chung là khoảng 2 cây là mình sẽ tới chợ, chợ lớn luôn á. Rồi đi về hướng ngay giao, đi hướng về biển, nói chung ở đây đi biển không gần đâu. Đi biển thì nó mất khoảng tầm mình nghĩ chắc cỡ hơn 40 mấy cây lận ha, không gần, nhưng mà đi cũng nhanh lắm, tại đây đường xá Bà Rịa Vũng Tàu chị biết rồi, đường thông thoáng, đường to không à. Thì vị trí rất là đẹp chị nha. Khu dân cư ha, đèn đường. Đường này đường bê tông. Đường này thì ô tô là đi thoải mái ha, nhưng mà mình cách trục đường nhựa chỉ có một lô đất thôi. Đó, tầm chắc chừng 100m thôi. Là đường nhựa ha, đường nhựa. Đó, đường nhựa thì hai đầu đều ra quốc lộ 51 ha. 56 chứ. Đó, còn đây hướng vô đây thì cũng còn vài hộ dân thôi, cho nên nó cục ha. Nên là khu này thì nó cũng an ninh ha. Anh chị nó thích yên tĩnh, an ninh. Đó, thì mua được hợp lý nha. Đấy, dân cư hàng xóm xung quanh mình nè. Đấy, đèn đường ở đây ha. Ở đây đặc trưng là đất đỏ Ba Giang ha. Nên là đa số là họ trồng cây ăn trái rất là tốt nha anh chị. Đặc biệt là cái nhà vườn này nè. Đó, họ trồng cây mai đã ghê, cây mai này mà đúng cái dịp Tết rồi hả, hôm nay là cũng 18 này hả, nếu mà đúng mùng 1, 2 chắc đẹp lắm luôn nè, hoa giấy nè, dễ hơn nha, cây ăn trái nè, đó, nhìn đơn giản dễ hơn ha, nhà 4 nhà bình dân thôi, nhưng mà nhìn nó dễ hơn, chị thấy không, đó, đường xá rồi đèn đường nọ, đó, rồi, thì cái nhà mình là giáp ha, nhà mình nói luôn nha, không tin nè, nó có tổng diện tích công nhận trên sổ á, là khoảng hơn 5 sào 7, ha, hơn 5 sào 7. Nhưng mà thực tế nha anh chị, thực tế là nó sẽ có khoảng tầm 800 mét vuông, mà ngày xưa cái chủ gốc đầu tiên á, họ mua á, là họ mua dưới tay, cho nên là hiện tại là chưa công nhận trên sổ ha. Nhưng mà cái đó là mình bao tranh chấp ha, đó là của mình đã, mình đã rào, nói chung là mình đã rào, xây tường rào rồi ha, đã xây tường rào mà không ai nói gì là yên tâm rồi ha. Đó là tầm 800 mét vuông, đó là nằm trong cái khuôn viên đất mình á, thì nó chưa công nhận sổ, cho nên thực tế của mình á lên đến là 6 sào rưỡi nha, còn công nhận là 5 sào 7 nó luôn, rõ ràng vậy.
Đất mình thì nó cực kỳ vuông nha anh chị, nó vuông rất là vuông nha, nó hình chữ nhật ha, gần như là cạnh nào cũng vuông đó. Đã xây tường rào hết rồi ha, đã xây tường rào hết rồi, 6,5 sào này xây, nói chung mà làm rào lưới 70 ha, 70 toàn bộ đất đó, vuông vắng. Và đất mình á là quy hoạch đất ở Phú Hồng đó anh chị, là được nói chung là hơn 1/3 đất rồi ha. Đó, cho nên anh chị mình hoàn toàn xin lên 300-400 thổ cư gì đó tùy đó, nhưng mà hiện tại là đất mình chưa thổ cư. Do là chủ họ mua, họ cũng để làm nhà vườn nên là họ cũng chưa có thổ cư, nhưng mà anh chị mua thì mình hoàn toàn được quyền đăng ký thổ cư nha. Tại đất mình là Phủ Hồng hơn 1/3 đất lận đó, xây tường bao, nói chung là gọi là tường rào rõ ràng hết. Bây giờ là trước khi nói rõ hơn về đất mình sẽ báo giá luôn nha. Thì hiện tại á là chủ đang kêu bán ha, toàn bộ này với giá là 4,3 tỷ ha, 4,3 tỷ. Thì thời điểm mà chủ mua đó anh chị là nó đã thời điểm mà sốt á, nói chung là sốt mà những cái đất mà ở khu vực Sà Bang á, anh chị mình nếu mà biết là cách đây nằm tầm 2021 á, nó có giá là tầm thường thường là hơn 1 tỷ ha, 1,2 tỷ, 1,3 tỷ. Nói chung là đối với đất mặt tiền nhiều á, mặt tiền đường nhiều á thì nó sẽ lên đến là 1,5 tỷ đến 2 tỷ một sào. Còn mà đất mà mặt tiền ít thì cái miếng này á là nó có khuyết điểm là mặt tiền nó không có nhiều nha anh chị. Mặc dù đất rất là vuông ha, đất là vuông, rất là đẹp, nhưng mà nó cái đường của nó là xéo ha. Đây, cái đường của nó là xéo vậy nè. Đó, cho nên là mình chỉ bám được cái mặt tiền này á là được khoảng đâu đó là hơn 10 mét thôi ha. Hơn 10 mét để làm cổng với lại á, thì thấy không? Vậy đây. Từ đó ha qua tới tầm đây, hơn 10 mét là mặt tiền đường bám với bê tông này thôi. Đó. Còn đất mình thì nó vuông gì ha, cạnh nào cạnh đó. Đó. Thì mặt tiền ít nên là thời điểm mà mua đất này á, là tầm 1 tỷ mốt một sào ha. Còn bây giờ bán á, thì chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 700 ha. Nhìn 700 triệu một sào thôi. Đó, và giá này thì cũng còn thương lượng nha chị. Cho là chủ đang ngợp. Biết này là nói chung là dân ở Bà Rịa Vũng Tàu họ đầu tư mà họ hùng chung á chị. Hùng chung thì bây giờ là có người bể thì người cũng gần bể, người chưa bể, nhưng mà bắt buộc là hùng hạp á, nên bắt buộc phải bán ha. Nên là chắc chắn là sẽ còn thương lượng ha, còn thương lượng cái giá tốt nhất ha, 4,3 tỷ, chạy ra là hơn 700 triệu một sào. Đối với cái đất đã xây tường bao, có điện, có giếng khoan, có can trái ha, và đặc biệt cái thế đất rất là đẹp nha. Đó, thì bây giờ là giá cả rõ ràng nha anh chị, 4,3 tỷ. Đó, 4,3 tỷ cho mấy đất gọi là tổng diện tích của nó là khoảng 6,5 sào ha, Phủ Hồng hơn 1/3. Đó, đất này thì gần như là đẹp, đẹp. Nói chung là theo mình đánh giá là một cái người mà đam mê nhà vườn như mình thì đánh giá đất này rất là đẹp nha anh chị. Đó, nó đẹp nên là cái giá này theo mình thấy là đã rất là hợp lý rồi. Đó, và còn thương lượng ha. Đó, rồi bây giờ là mình sẽ nói sâu hơn về đất này nha anh chị. Cái đất này á là đây, nó không có gọi là nó thẳng theo đường, cho nên là nó chỉ bám theo khoảng hơn 10 mét đường, nhưng mà nó thẳng này chị ha. Nè, tức là từ cái mép này nè, cái gốc này nè chị ha, cái gốc này nè, gốc đất mình nè, đó, gốc đất mình nè, thì từ đây sẽ thẳng xuống đó là hơn 100 mét chị nha. Còn từ đây đó, từ đường thẳng qua kia là khoảng hơn 60 mét nha chị. Đó, và nó gần như nó vuông ha, tức là một cạnh là hơn 60, cạnh là 100, hình chữ nhật luôn đó. Và nó có hai như thế này, nó sẽ lại lên ha, tức là đất mình nó từ phần đường á thì đây chị thấy không, nó bằng trang à, nó bằng như sân banh ha. Đất này đất đỏ Ba Giang nha, đất này rất là màu mỡ luôn, thì nó bằng và có con suối nha. Đó, cái suối ngay cho cây dừa đó chị, có con suối chạy giữa đất mình ha. Nhưng mà tiếc là cái suối này là chỉ có mùa mưa có nước thôi, còn mùa khô là nó không nước, dạng như là bên thủy lợi họ chặn lại để họ giữ nước tưới tiêu đó chị. Nên là hiện tại là cái suối ở dưới đất mình thì nó không có nước ha. Đó, nhưng mà chủ họ là một cầu bắc qua cũng rất là dễ thương ha. Bây giờ mình sẽ vào đất tham quan. Đó, nó bằng xong mà từ qua suối sẽ lại lên chị thấy không? Đó, nó sẽ lại giống lên. Đó, mình nghĩ là cái đỉnh, cái phần đỉnh cao nhất á, là nó phải cao tầm 7-8 mét đó anh chị. Nói chung mà đứng trên đỉnh á. Đó, nhìn xuống nè, nó cao chị thấy không? Đỉnh á, có mấy cây lớn đó là đỉnh ha. Thì quy định cái phần đồi đó là chủ họ trồng nguyên vườn mít. Còn phía bằng này á thì họ sẽ đây mới vô là họ sẽ làm một cái đường bê tông rộng ha, sân này thì đậu ô tô thoải mái luôn. Đó, trồng cũng tương đối đầy đủ cây ăn trái ha. Đằng trước mình là cây hoa huỳnh liên chuông vàng nè, bông giấy nè, cổng rào nè, rồi xoài nè,
bưởi nè, bơ nè. Sầu riêng này thì do không chăm nên là nó cũng chết mất tiêu rồi. Nói chung là cái đất đỏ này thì trồng cái gì cũng được hết anh chị. Nhưng mà cái thời điểm, thật ra là mình cũng kể luôn gốc nha. Cái chủ trước đây là họ mua, họ làm đầu tư rất là bài bản luôn, bét tưới, thậm chí là có hệ thống tưới thông minh nữa nha. Đó, họ làm một cái nhà tiền chế cũng đầy đủ công năng nè, rồi một cái đường đi vô nè, đó, rồi cổng rào, rồi trồng cây ăn trái. Nói chung là thời điểm đầu á, cái vườn này rất là đẹp. Nhưng mà sau đó là họ kẹt, họ mới bán ha, họ bán cho anh chị đầu tư ở đây. Thì anh chị đầu tư ở đây thì nói chung là nhà đầu tư chị biết rồi, họ không có sử dụng nên là nó hoàn toàn đi ha. Nói chung là rất là tiếc nha. Tại cái đất này rất là đẹp, đất thì màu mỡ, vị trí đẹp, thế đất cũng đẹp. Đó, cái này mà mình tin chắc là ai mà đam mê nhà vườn á là thấy cái này rất là mê nha. Tại vì hơn 6 xào nó rộng lắm anh chị. Đó, này mình làm như là mô hình nhà vườn ao cá, rồi trồng đủ loại cây ăn trái, rồi mình thả gà thả vườn anh chị. Là nó đẹp ghê gớm luôn. Mà đặc biệt vị trí ngay quốc lộ nè, gần đường đi về Bầu Cạn, đi về Long Thành, đi về Hồ Chí Minh nè. Đó. Này ở đây mình đi tầm hơn 1 tiếng là về thành phố, rất là tiện luôn ha. Đó. Nhưng mà tiếc cái là giờ nó hoang tàn quá ha. Nhưng mà nhìn chung thì nó cũng còn sạch sẽ ha. Đó. Cái miếng này là ông chú mình nó có quay rồi, nhưng mà thời điểm đó là nó cũng cỏ cây lắm, bây giờ là chủ cũng dẹp sạch sẽ. Cũng chung là do là cho người ta hiện tại đang cho dân ở đây họ trồng bắp á, họ mới dẹp rồi nên nhìn sạch sẽ ha. Đó. Đây là hệ thống tưới tự động. Nói chung là hệ thống tưới là bác tưới còn đầy đủ nha anh chị, đó là tưới tự động vẫn còn. Đó, điện thì có luôn, điện có sẵn nè, camera wifi đầy đủ hết. Rồi giếng khoan. Đó, anh chị mua về là gần như là không có đầu tư gì thêm ha. Tức là theo mình nghĩ là mình chỉ cái nhà cấp 4 này thì vẫn ở được nha anh chị, nhà tiền chế nè. Còn nếu anh chị mình muốn thì mình xây lại ha, xây hoành tráng hơn. Còn hiện tại là với công năng như nhà vườn này thì mình thấy là cuối tuần về chơi hay là về chăm á thì là đầy đủ rồi ha, gần như là không phải làm gì thêm á, đã xây tường bao hết rồi. Đó, rào hết rồi. Đó, chị thấy không? Điện đài, đèn đuốc, mọi thứ đều ok hết. Cây ăn trái thì bây giờ theo mình nghĩ á là mình canh mùa mưa á, mình trồng lại thêm nha, mình dặm thêm vô. Đó, còn hiện tại là cũng có cây ăn trái nhưng mà mình thấy là riêng sầu riêng nó bị chết rồi. Đó. Bơ nè, nói chung là không tưới là nó không chăm á là nó đi rồi. Đó, đây. Đấy. Đằng trước nhà có cây mận nè. À không, cây này cái lá vối. Cây lá vối ha, cây lá vối uống nước chị mất ngủ nè. Đó. Đó, đây. Đó. Mình sẽ quay cái nhà tiền chế này sau ha. Đó, nói chung là đầy đủ ha, bồn nước nè. Nói chung là nhà này đầy đủ hết. Đây. Dạ thấy không? Có cái cầu. Ha. À, làm một cầu bắt qua cái suối. Mọi suối này thì mình nói rồi ha, suối cạn. Đó, suối cạn chung cái suối chảy ngay dưới đất mình luôn, hay thị rõ trên đất mình nè. Đó. Đấy, rồi bây giờ đầu lên tới đâu rồi. Đó, sẽ lên đồi ha. Để bây giờ là mình sẽ đi lên đồi ha, trồng nguyên vườn mít luôn. Đi lên đỉnh đồi luôn. Đó, qua cầu đây là lên đồi đồi nè. Đó, khu dưới đây thì hiện tại là ảnh đang trồng cỏ ha. Đó, này nè, anh hàng xóm. Anh mượn trồng cỏ để nuôi bò á. Anh tưới tay. Còn cây ăn trái là có bác tưới ha, mít cũng có bác tưới hết. Đó, rồi bây giờ là mình sẽ đi lên đồi ha. Rồi mình đang có mặt ở ngay trên cái phần cao nhất luôn chị nha, trên đỉnh luôn nè. Đấy. Cũng có rào B40. Phần ranh thì có mấy cây tràm to nè. Đấy. Bên kia đất của người ta thì người ta trồng bưởi ha, nhìn cũng xanh tươi quá nè. Đó, còn trên đây của mình thì hả nguyên mít bét tưới nè. Đấy. Thì cái thế đất ở trên đồi là sẽ được giật cấp ha. Đất ở đây thì mình thấy là nó không còn đất thịt 100% như ở dưới nữa, mà trên đây thì sẽ có đá ha. Đó, đó là đặc trưng của đất đồi, phần đồi nó sẽ có đá nữa. Đấy. Nhưng mà đất đỏ này nó cũng tốt ha, màu mỡ. Đấy. Toàn bộ là đều có bét tưới ha, ống bình minh. Đấy. Giật cấp ha, cứ giật bậc thang vậy đó. Đây, bậc cao nhất nè, rồi xuống đây. Xuống. Nói chung mà mình đếm sơ thì hình như là cũng được 5-6 bậc á. Đó, dài lại xuống dưới đó. Đó. Ở đây nếu anh chị thích làm một cái nhà như là nhà chính diện trên đây á, nhìn thẳng xuống cái view ha, là rất là đẹp ha. Tại do là hiện tại đây trồng nguyên vườn mít nè. Đấy. Bây giờ mình đi sẽ xuống thấp xuống xíu để cho mình thấy cái view ha.
Đây mình xuống tới cái phần lưng chừng ha, tức là hết cái hàng mít ở dưới cùng nè. Đó thì ở đây vẫn cao vậy ha. Đó. Ở đây thì nó cao gần tới mái nhà luôn ha, gần tới cái mái nhà tiền chế đó. Đó cầu đó. Vậy hay dẹp hết mấy cỏ này đi là mình thấy là tầm cất cái nhà ở ngay cái vị trí này ha, lưng lưng ha, không cần phải lên tới đỉnh cũng đẹp ha. Đó. Nhìn nó rất là thoáng. Chỉ cần dẹp mà mấy cây cỏ, mấy cây linh tinh này ra thì nhìn nó sẽ hay ha, ở ngay cầu suối giữa đất. Rồi, bây giờ là mình là đã xuống lại cái nhà mình rồi ha. Đó. Hồi nãy là leo lên đồi cho anh chị tham quan sơ sơ ha. Đó, quy vườn mít trên đó. Đó. Anh chị mình thích cất cái nhà trên đó ha, nhìn xuống đây cũng đẹp. Còn không thì mình giữ lại cái nhà này cũng đẹp nè. Đó, mình giữ lại mình mở rộng thêm ha. Đó. Thấy không? Bao hết rồi. Đây mình thả gà ha. Với lại mình đào thêm cái ao ha, là đẹp lắm luôn á. Rồi, bây giờ mình vô tham quan cái nhà tiền chế mình đi ha. Đó. Nhà tiền chế đơn giản thôi nhưng mà đầy đủ công năng ha. Đây, mình có cái giường nè, tủ nè, có cổng, có cái cửa ra đằng sau nữa nè. Đằng sau có trồng dừa ha, dừa bụng nước nè. Đó, nhìn lên view đồi nè, nhìn cái đồ của mình đó. Đấy. Có nhà vệ sinh luôn ha. Đó. Nhà vệ sinh. Nói chung mọi thứ đơn giản nhưng mà đủ công năng ha. Nói chung ở đây thì cái nhà này thì chủ yếu là để mình để dụng cụ làm nông anh chị, rồi mình nghĩ lại. Đó, cũng nói chung mà cũng đủ, đầy đủ ha, có cửa sổ này nữa. Đèn điện ha. Đây là mình nói nghe từ đầu là cái này mua về là mình gần như là không phải làm gì thêm nha anh chị. Còn nếu mình ở lâu dài á, thì tùy cái nhu cầu mình thì mình đầu tư thêm ha, mình trồng thêm rồi mình xây thêm, mình làm thêm. Đó, tại đất mình thì về pháp lý nó phủ hồng được hơn phần 3. Mình cứ lên tầm 300 thổ cư đi, là mình muốn làm gì mình làm thôi. Đó. Nói chung là đất này thì mình đánh giá rất là cao nha anh chị. Nó gần như là nó không hề miếu đâu ha. Đó. Vị trí đẹp ha. Đất đẹp, đất vuông. Đó. Và thế đất thì phong thủy luôn ha. Đất mình nãy mình quên nói nha. Đất mình thì nếu mà quay mặt hướng đường là hướng nam. Còn cái hướng nhà là hướng này nè. Đó. Cái hướng mà gọi là tựa đồi á. Hướng này hướng đông ha. Cho nên anh chị mình xây quay mặt xây nhà theo hướng này nó rất là đẹp nha. Hướng đông. Đó. Hướng mặt trời mọc nè. Còn hướng cổng mình là hướng hướng nam. Đó. Đã chưa? Đó. Mình xin nhắc lại là nhà vườn mình là có tổng diện tích thực tế là 6 sào rưỡi gì ha, 6.500 mét vuông. Đó. Đất mình chưa thổ cư nhưng mà quy hoạch đất ở hơn 1/3. À, đất thì gần như là đẹp như nãy giờ mình quay rồi đó. À, chủ đang kêu cái giá là 4 tỷ 3 ha. 4 tỷ 3 có thương lượng. Thì anh chị nào mà gọi là đang có cái nhu cầu mà muốn tìm cái nhà vườn rộng rãi ha, vị trí đẹp thì liên hệ ha. Bây giờ là mình sẽ mời chị xem một đoạn flycam trên cao để chị hình dung được cái vị trí đây nha. Rồi lát nữa là mình sẽ mời anh chị xem thông tin sổ sách quy hoạch pháp lý sau vị trí. Rồi. Rồi đây ha, mình về tổng thể cho anh chị thấy được 6 sào rưỡi của mình ha. Nói chung là rất là vuông anh chị. Nay quay đây hơi gió chị ha. Đây mình chị mình mùa này ở Bà Rịa Vũng Tàu mình thấy nó gió mát. Tưởng tượng mà có cái nhà trên đỉnh đồi gió chắc lộng lộng luôn. Đây cái hướng này hướng vô đường cục gì ha. À, vô từng 4-5 căn nhà nữa là hết ha. Toàn là nhà vườn trồng cây trái ha. Rồi chị thấy đây, đường nhựa. Đây mình ra mình cách lô đất là ra đường nhựa nè. Đó còn kia chính là quốc lộ 56 ha. Đó chị thấy quốc lộ xe lớn chạy qua lại đó. Đó chính là quốc lộ 56 ha. Thì đó quốc lộ 6 mình quẹo bên tay phải đi tầm 2 cây là sẽ ra ngay chợ Đức Hiệp ha. Đó, hay còn gọi là chợ chính của Sa Pa và hướng đi về ngay giao hướng đi biển ha. Còn ra quốc lộ 56 này để trái ha, để trái thì mình sẽ đi hướng về bên phía Cẩm Mỹ, hướng về Long Khánh ha, ngay nút giao cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Nói chung anh chị mình đi cao tốc Dầu Dây Phan Thiết xuống đây cũng được nha anh chị. Đó, còn xa xa mình kia chính là đường Bầu Cạn đó anh chị. Đó, cách đường Bầu Cạn khoảng tầm đâu đó chừng cây số là ra Bầu Cạn để trái đi thẳng mạch luôn là đi tới sân bay Long Thành cũng như là đi về hướng quốc lộ 1 ha. Đây bây giờ mình đang quay về lại đất mình cho chị tham quan đó. Đất mình đang gì ha. Đó, hơn giáp hơn 10 mét mặt tiền đường bê tông. Nói chung là cũng mình thấy cũng quá đủ rồi.
làm nhà vườn trang trại thì cũng không cần phải mặt bám đường nhiều đâu. Quan trọng là đất mình nó vuông, thấy đất đẹp ha, nó phẳng và nó lài lên ở đằng sau, nhìn rất là hay ha. Hiện tại là đất mình thì cũng có cây ăn trái nhưng mà chưa kín ha, chị mình về mình dặm thêm, mình phải làm thêm một cái ao nè, rồi làm nuôi gà, nói chung làm thêm nhiều công trình phụ nữa. Đặc biệt là trên phần đồi này, anh chị mình hoàn toàn có thể làm dạng nhà view, đấy là cái kiểu mà nhà nhìn thẳng xuống dưới anh chị, rất đẹp. Đây mấy cái cây tràm cao này của mình ha, hất xuống dưới là của mình hết. Đây đang trên là phần đỉnh đồi nhìn xuống nè, chị thấy không? Nói chung là một thấy đất rất là đẹp nha anh chị. Đó, anh làm vườn, anh đang mượn đất mình để trồng trọt anh chị, anh đang tưới ha. Đó, tức là mấy cây mít thì có bác tưới rồi, mấy cây trái có bác tưới, còn cỏ thì phải tưới tay ha. Đó, rồi ra tới cổng rồi đây. Đấy. Đây mình cắt đường nhựa, chỉ thấy lai cam đó, nó tầm 100 mét. Ra đây hai xe tránh nhau thoải mái, đường rộng ha. Chị thấy đây có nhiều cây to, khu biệt thự ha, biệt phủ nè. Nguyên khu biệt phủ đẹp ghê không? Là ngay đầu đường á. Nhìn đường xá nè, cây xanh mê ghê. Đây trồng cây ăn trái đẹp đẹp không? Nhà vườn vẫn là đèn đường cao áp ha. Đây mình ra quốc lộ ha, quốc lộ thì mình vừa phải thì đó, mình phải đi tầm 2 cây, mình đang đi 2 cây rồi đó, là ra ngay ba như vậy, đường lớn Sa Pa kia chợ ha, chợ Đức Hiệp. Còn đi thẳng nữa là mình sẽ tới về ngay giao ha, đi về Bà Rịa. Rồi vậy ha, bây giờ mình đi quay miếng khác, có gì nữa mình sẽ mời chị xem những thông tin kia sau. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem sổ ha. Hiện tại là mình có công nhận là được 3 sổ vậy nha. Đấy, địa chỉ là xã Sa Pa, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sổ này diện tích là 2.385 m². Đất trồng cây ha, nói chung là toàn bộ đất trồng cây lâu năm hết. Chưa thổ cư, nhưng mình nói ban đầu đó. Thì anh chị mình muốn xin thổ cư thì mình đăng ký, mình muốn mua nhiêu, mình xin bao nhiêu ha. Đó, chờ đợt thì bên nhà nước họ sẽ bắt đóng thuế và mình lên thôi. Rồi sổ thứ hai có 2 thửa, thửa là 1153, dân thửa là 287 m². Rồi sổ cuối cùng nè là 1899 m². Đó thì ba sổ này á thì cộng lại là được khoảng hơn 5.700 nha chị ha. Đó, nhưng đây là tổng thể cái nhà đất mình nè chị nha, nó sẽ có 2 thửa ha, 2 thửa là mua giấy tay ha, mua từ xa xưa rồi nên bây giờ cũng không còn giấy tay đâu. Đó thì trong đó có một cái thửa giáp đường ha, đó là mình được khoảng hơn 10 mét mặt đường bê tông. Thì cái này đó hiện tại là do là cái giấy tay cũng không còn, mà nói chung là mình có họ liên hệ chủ thì bên địa chính đó anh chị, thì cái này là cũng tạm thời là chưa có làm sổ ra được, nhưng mà bên phía địa chính tài nguyên á là có thể xác nhận ha, tức là có thể là xác nhận là cái này là không tranh chấp gì nha. Đó, nói chung là cái này là của đất của mình ha, đất của mình, nhưng mà hiện tại là chưa có ra sổ được đó, nhưng mà bao là không tranh chấp nha anh chị, tại vì đã có rào ranh giới rõ ràng hết rồi ha, có rào hết rồi. Nếu như mà có tranh chấp thì không thể rào được đâu đó, nên là anh chị yên tâm ha. Tất nhiên là đã rào cái phần đất này rồi nha, và sẽ có xác nhận của bên gọi là địa chính xã là hoàn toàn không tranh chấp, nên anh chị mình yên tâm ha. Đó thì thực tế của mình á là được khoảng 6.500 m² nha anh chị, tức là khoảng hơn 800 m², là 2 thửa này nè, 2 thửa mà mình gạch xéo ha. Đó, còn tổng thể đất mình chị thấy không, rất là vuông ha. Đó, 2 thửa này cộng với lại ở 3 sổ kia nữa là nó vuông đó, như hình chữ nhật vậy đó. Thì mình cũng mời chị xem luôn cái phần thông tin quy hoạch ha. Đó chị thấy không, là nó phủ hồng cũng gần nửa đất rồi đó anh chị, hơn 1/3 ha, nên anh chị mình hoàn toàn hãy đăng ký xin lên thổ cư thoải mái nha. Đấy. Đây ngay sát với đường quốc lộ đây ha, quốc lộ đây. Và đây như khi mà Balaika mình có nói rõ đó là mình kẹp giữa 2 khu công nghiệp ha. Đó, khu nghiệp Amata là nó nằm giữa Sa Pa và Cù Bị nè. Khu công nghiệp này thì phải nói là siêu lớn luôn nha. Đó, khu công nghiệp này nếu mà làm á nó sẽ rất là lớn nha chị, có thể là lớn nhất ở huyện Châu Đức á. Đấy, đây nó nằm giữa 2 xã Sa Pa và Cù Bị ha, và nằm trên trục đường Bầu Cạn đi về. Đó, nó kết nối với đường vành đai 4 nè anh chị. Đây đó,
nói bên này đường vành đai 4 nè. Đó, vành đai 4 mà đi vô sân bay Long Thành cũng như là đi về thành phố Hồ Chí Minh ha. Đây sân bay Long Thành nằm ở đoạn này nè ha. Đó. Còn đây, bên phía đây cũng cũng khu nghiệp chứ ha. Đó, khu nghiệp công nghệ cao. À, bên phía hướng về Hồ Bảy Mẫu á. À, cũng có khu nghiệp luôn, nói chung là kẹp giữa là khu này là hiện tại chị thấy lấy cam là nó toàn là cao su đúng không, nhiều cao su đúng không, thì đó chính là cái quỹ đất phát triển khu nghiệp nha chị nha. Đó nên là khu đây này sẽ còn rất là tiềm năng. Cuối cùng thì mình sẽ nói sơ sơ qua về vị trí ha. Thì cái vị trí mình là ngay sát quốc lộ 56 và ngay giáp đường giáp ranh với bên phía Cẩm Mỹ Đồng Nai, ngay gần trục đường Bầu Cạn anh chị, hay còn là đường Liên Sơn Liệp 2. Cái đường này là đường đi thẳng một mạch luôn, là sẽ ra quốc lộ 51 đó, và sẽ đi ngang gần sân bay Long Thành đây đó, nó sẽ có cổng vào sân bay Long Thành ở ngay đoạn này nè anh chị. Đấy, sân bay Long Thành nè anh chị nha. Đó là mình đi sân bay rất là tiện ha, và thích kết nối với những tuyến đường như là cao tốc ha, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 4 rồi đi về thành phố Hồ Chí Minh đây đó, chị thấy rất là tiện luôn ha. Nên là mình đánh giá rất là cao cái vị trí đất này nha anh chị, gần quốc lộ mà trong tiềm năng tương lai cũng đẹp. Hiện tại chị thấy là dân cư cũng nhiều ở vị trí gần quốc lộ, mà đi chợ búa ở bên phía Sà Bang cũng cũng tiện đó. Thì theo mình thấy là đây là một cái bất động sản mà an toàn ha, tức là có phủ hồng mình là thổ cư được, rồi tường bao ranh giới rõ ràng, là vừa kết hợp nghỉ dưỡng và cũng thể là làm nói chung là trong tiềm năng tương lai ha, tại vì khu nghiệp đó anh chị và sân bay đó. Thì anh chị thấy là cái vị trí này ok không ha, nếu mà ok thì liên hệ mình nha. Đó, liên hệ mà để được hỗ trợ xem đất và gặp chủ mình đàm phán thêm về giá nha anh chị. Rồi mình xin phép kết thúc video. Cảm ơn chị đã xem hết video này nha, chào mọi người.